Xin chào các bác, chúc bác ngày mới tốt lành. Thì em lại trong cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì mời các bác thử xem em cùng gọi là cắt rồi thì nhặt cái vải ngọt như thế nào nhé, hay là vải thiều chính vụ ấy, để mang ra chợ bán nhé. Còn nó không phải giống như Thanh Hà này các bác này. Đó, đây là vải ngọt hay vải thiều chính vụ, vải muộn đấy, tức là loại vải mà ngon nhất trong các loại vải theo cái cảm giác ăn của anh em chúng em. Thì năm nay nó tràn rất là nhiều này, trong quá trình năm ở chỗ này, bị mưa xong rồi tràm thì ra là trong quá trình cắt cuống thì vẫn phải nhặt hết ra. Đấy, nhặt ra rồi được có mấy túm này thôi, nhưng mà em đã ra được hàng rổ này rồi, nên là cái chỗ này vẫn bị tràm các bạn, tràm một chút ấy. Nhưng còn không phải là không tràm đâu, vì năm nay nó mưa rất là nhiều, thời tiết rất là khó làm, quả thì nó không được to lắm, nhưng mà cũng gọi là thôi, được bằng nào thì bán bằng đó các bác ạ. Đây, còn ở dưới kia còn một chút nữa. Bây giờ em sẽ để máy ở đây và em cắt cuống nhé, em cắt cuống và nhặt nốt, sau đó là xếp để đi chợ. Thì mời các bác cùng theo dõi để gửi đến các bác buổi sáng làm việc nó gọi là cả đêm rồi ý, các bác ạ. Đây, em sẽ đè lên đây. Hôm nay không mang, nó không có cái giá đỡ nên các bác thông cảm nhé. Ôi, đổ các bác. Em dựng cái điện thoại lên mà hơi khó khăn. Các bác thử xem cách chọn, cách nhặt, cách cắt cuống ra sao nhé. Vì thực sự các bác là làm cũng kỳ công lắm. Những quả này bỏ hết này các bạn, bỏ hết. Đây bó này các bác. Nếu mà được đẹp như này thì ok này các bác này. Đó. Còn lại có những quả kẹ, quả xấu thì nhặt ra hết nhé. Những quả mà nhặt đi này các bác này, quả kẹ, quả bé này. Đấy, quả tràm này, đấy quả tràm như đây gọi quả tràm này. Đó, bỏ đi. Nhặt qua một gọi là nhặt qua hết một lần xong rồi trước khi xếp sọt nhé, không là lên sọt nó rất là xấu và đằng nào nó mất giá. Thì chả giải quyết gì các bạn, cứ nhặt hết đi. Ra người ta quả kẹ, quả bé, vì nhiều quả kẹ bé nhỏ. Gần như mình nhặt một lần trước khi mà đi bán rồi. Thanh Hà thì không thế đâu, Thanh Hà thì gần như nó rất là đẹp. Mỗi vải ngọt này thì phải vặt vào tràn đi thôi. những quả tràm đây các bác. Đấy. Thường lật đít lên nhé, lật đít lên đây này, thấy nguyên đây này các bác này. Đó. Thì nói chung là năm nay tràm này thì bán nó sẽ mất giá. Vải này nó chỉ thích hàng đỏ thôi, vải nào cũng chỉ thích hàng đỏ thôi, còn hàng tràm với cả hàng xấu mã thì không thể bán được, mà bán thì nó lại kém. Và cứ lật đít lên cái quả tràm quả xấu là ở dưới đít hết, nhìn thấy rõ ngay. Rồi, nhặt cũng qua loa thêm một chút thôi. Qua loa ra hàng đống này. Đấy các bạn, được mấy năm nữa rồi. Buổi sáng này nó nhiều muỗi cắn nữa các bạn, muỗi nó đốt nên là làm vất vả. Đây, những quả này đen đen thì bỏ, đấy, bỏ hết. Đấy, chỉ còn để những quả sáng này thôi, mang đi bán. Mã trắng trắng này là người ta vẫn còn không thích, đấy, người ta phải thích đỏ cơ. Quả nào mà xấu mã các thứ vặt, còn nếu mà xấu nhiều quá, tức là xấu mà đẹp nhiều hơn đẹp thì đi bán hàng xấu, còn mà đẹp mà nhiều hơn xấu thì vặt quả xấu ra để đi bán hàng đẹp. Đấy, kiểu như thế thôi. Đây, em vặt ra được một lúc một giỏ luôn này. Mà còn đó là còn ở đây này các bạn này. Lọc luôn tại nhẹ vườn trước khi đi bán nhé. Đây còn mấy mớ nữa để cắt nốt này. Khiêng lên. Này cái chuyến này nhẹ thôi các bạn, không bỏ chở. Đây để em cắt luôn tại đây này. Sao bẻ chỗ này chàm thế? Đậu chỗ nào đẹp thì bẻ thôi. Chả liên quan đến việc mũi đốt với cả vẻ vậy đẹp. Đấy, quả nào đỏ mình bẻ sáng mình mất công này. Bẻ xong rồi vặt đi rồi các bạn. Em bẻ cái mới không thể ưng được. Bẻ xong rồi đổ. Xấu quá, chọn một chỗ chạm để bẻ, chỗ nào nó nguyên chạm. Bó không chặt tay cơ, bó phải rít chặt tay vào các bạn, nó tụt hết đấy. Như quả trắng trắng vặt hết ra các bạn, trắng quả cũng vặt. tí em buồn không nhặt là nó đâu, có rổ đấy vứt đi ra ngoài. Hơi nhiều, nhiều quá. Đặt gọi là lia lịa. Đó. Bây giờ em sắp xếp vào sọt nhé. Giờ không có thời gian để quay nữa thì công tác chuẩn bị là như thế các bạn. Nên cái hàng chọn ra thì để đi bán vải dụng thôi, hoặc là đi bán vải sấy này, cái loại này, này các bạn này. Còn thì hàng đỏ đỏ này thì không biết là giá được bao nhiêu này thì các bác cùng trả giá nhé. Gọi là mót mét cái tí vải ngọt, vải thiều chính vụ ấy. Ở cái chỗ này thì nó hơi kém các bạn. Rồi thì em xin chào, cảm ơn các bác. Mời các bác ăn vải thiều Lục Ngạn nhé. Và sơ sọt và để đi cho em nó đi xem có được vào miền Nam không hay sang Trung Quốc không hay không thì vào miền Nam các bác ạ. Đó. Chào các bác, em sơ sọt để đi đây không là muộn rồi. Mặt trời đã lên cao, rất là cao rồi.